giờ em quay những cái cặp bông được được à, từ 600 500 đổ lại ha. 83 83 à, bông được được ha. Bông đốm đốm là khác anh em, còn bông được được thì nó khác, giá tiền chút trên lệch chút à, không là mấy bông được được nữa không à. 84 85 86. Cái nào bọn mình mà lấy bông ít thì mình tính theo giá bông ít, bông được được mình tính theo giá bông được được. 86 rồi, 87. Đó, bông được được thấy không? 88 nè, bên nào mua nhiêu bông ít nè. 88 bông ít nè, anh em lấy từ 5 cặp bông ít như vậy nè. 300 ngàn một cặp. 89 nè. Bông ít nữa nè, đó. Mình nhốt không có chuồng, mình nhốt cặp đen cặp trắng nè, đó. Đó bông ít gì nè, là lấy từ 5 cặp là 300 ngàn một cặp. Trắng cũng vậy, trắng cũng 300 ngàn một cặp. Từ 5 cặp nha anh em. Còn mua lẻ mình bán 400, bữa nay mình nói giá cho anh em biết luôn nha. Đó. À, bây giờ bông được bông ít như gì nè, đó, 300 ngàn cặp, từ 5 cặp luôn, 91, trắng, 92, à, đó, bông đốm đốm gì nè, anh em thấy không, bông đốm đốm gì nè, từ 5 cặp, 300 ngàn cặp, đó, đốm đốm với trắng rồi đó, đó, trắng đốm cũng vậy nè, à, mấy cặp này nó, con trắng trắng đốm đốm gì đó, cặp con nào cũng trắng đốm hết trơn, con nào cũng đen đốm đốm gì đó. Là 300 ngàn cặp, từ 5 cặp nha anh em, nên nhớ là từ 5 cặp bán lẻ 400 ngàn cặp để cho anh em khỏi công lu bu. Các bạn nữa anh em nào coi clip á, anh em mua chim thì chuyển tiền ha, à, hơn bot, còn anh em nào nhát không dám chuyển thì thôi. Còn sợ lừa gạt cái thời buổi công nghệ, anh em kết bạn Zalo vô, gọi video qua cho xem chuồng trại người ta thấy như thế nào, người ta làm ăn uy tín không? Không, những lừa gạt thì làm gì có chạy để có và có chim để cho anh em xem. À, bữa công nghệ mà có gì gọi video trực tiếp qua coi chạy ra à. Nên anh em nào sợ thì thôi, mình vô video mình sẽ nói đầu video mình nói luôn để thôi. Mà công người tới kêu quay phim đủ kiểu cũng là điểu, kêu chuyển tiền không dám chuyện. Trời ơi trời, mất thời gian không, mất thời gian đôi bên không. Mình cũng phải ngồi đó mình chụp hoặc là mình quay phim cho bạn coi bạn lựa đã, hồi kêu bạn chuyển tiền không dám chuyện, mất thời gian đôi bên lắm. Nên thành nữ ra anh em nào cảm thấy tin tưởng được thì chuyển, còn em sợ thì cứ gọi Zalo Messenger qua xem, gọi trực tiếp qua xem chuồng trại người ta. À, 99 nha, nãy giờ lo nói không đọc số. 99 nè, đen trắng, 100 trắng nè, 102 trắng, trắng trắng này trắng lớn chút trắng. 104 cũng trắng luôn. Đó, có cặp đen nữa đó thấy không, đen ra cờm. 105 trắng à, anh em trắng từ 5 cặp trở lên thì cũng giá 300 ngàn một cặp nha anh em. Đó, anh em về mua lần 5 cặp trắng 5 cặp đen về thả IV bao đẹp luôn à, đây cũng trắng luôn. Trắng mình đây, hiện tại bên mình là trắng đang đổ cờm hết phần nửa hết rồi ha. Trắng là tốt lắm. Đó, đen 108 đen, 109 một cặp đen có đốm hơi hơi với một cặp trắng, 110 một cặp đen, 111 cặp đen luôn ha, đen luôn cũng có anh em, đen đốm cũng có, đen với đen đốm thì giá nó cũng vậy nha anh em. Có đen luôn 112 113 đen có đốm đốm nè ha, cái nào đen đốm thì mình tính theo đen đốm. 114 đen đốm, 115 đen đốm luôn ha, tính cho anh em cặp này đen đốm luôn nha. Rồi hết chưa ta, à, còn lại hai cặp nữa nè. 120 đen có tí đốm đó, đốm đốm ha. 120 121 đen bông được được ha, cặp này cặp 200 ha,
cặp bông cặp đen đớm nữa ha. Đó, đen đớm như thế này. Đó. Anh em lấy là 300 ngàn còn 5 cặp nha anh em. Còn đen đớm không ta? Nhớ bên đây còn cặp đen đớm thì không. Hết rồi. Hết đen đớm rồi. Rồi, như anh em. Nãy giờ quay cho anh em coi cũng biết rồi, cũng nhiều lắm rồi. Đó, bao nhiêu cặp cũng có. Chục hay chục gì đó. Rồi có gì alo mình ha anh em. Chào anh em.